từng con sóng cuốn theo những hoài mộng, cánh hoa hồng mong manh giữa cuồng phong. Ai đã quên câu hẹn thề ngày xưa, bên nay đã thôi không đò đưa nỗi nhớ thương chìm sâu. Dòng sông rơi chỗ bóng, em tặng anh bông hoa trắng trong như ngọc, nguyện ước cho tình yêu ta đậm sâu, yêu nhau đến bạc mãi đâu ai có ngờ lòng người đổi thay. Dù thời gian đắng cay ngỡ còn đây, làm sao có thể quên đi được mối tình đầu tiên người con gái đã cho trao. Vô đi con, đi. À, vô đây con. Nè, trong phòng của ông ba kẹo bánh nhiều dữ lắm. Con có việc ăn thoải mái luôn, ăn không hết, đem về cho bạn bè ăn cùng nữa. Dạ, hồi trước chú Bảo ở đây, chú Bảo cũng hay cho bánh tụi con giống vậy á. Nhưng mà giờ chú Bảo về Sài Gòn rồi. Vậy hả con? Dạ. Vậy giờ vô ha. Vô hả con? Ủa đâu có cúp điện, sao con My nó không có bật đèn ta? My ơi! Dạ con nghe mẹ. Nè ơi, thằng con nó bị công an bắt hồi chiều này, lúc nó lén trốn sang Campuchia đó con. Công an mới báo cho mẹ biết nè. Rồi giờ sao con? Rồi rồi, mẹ bình tĩnh đi. Để con coi công an có gọi cho con không. Có gì con báo cho mẹ nha. Có gì con báo cho mẹ liền nha. Dạ. Chắc Khoan nói cho con My nó biết, không thôi nó lại buồn. My ơi, mở đèn đi con. Chú Bà Bình hả? Sao gọi mình ta? Dạ con nghe chú Bình. Thả con ra đi mà ông ba. Ông ba, thả con ra. My, My ơi, con bị sao vậy? Con đang ở đâu? Chú Bình ơi, chú Bình, con My nó bị gì vậy chú Bình? Tôi đang đưa con My lên ghe và cho người giam giữ nó ở một nơi bí mật. Cái đám vượt biên chung với thằng Cơ. Có người thoát được, báo cho tôi biết là thằng Cơ bị bắt rồi. Cho nên cô phải tìm cách gặp nó, ẩn ý nói với nó rằng đừng có khai ra tôi. Nếu mà nó khai ra tôi á, con My sẽ bị giết. Vậy là ông có liên quan tới vụ buôn lậu hả? Đúng vậy. Tôi mà bị bắt hoặc là cô dám khai với công an
thì người đang giam giữ con My sẽ giết nó. Chú Bình, chú đừng có làm hại gì con My hết trơn á. Tôi sẽ ráng vô tôi nói chuyện với anh cơ. Tôi không có khai gì hết đó, tôi không có nói chuyện với ai hết á. Được, tôi đang chờ tin cô đó. Alo. My ơi, chị, tôi thấy chị mệt lắm rồi đó. Sao không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe? Khi khác rồi qua thăm chị Tư Lan cũng được mà. Dạ, con cũng nói với mẹ con là để con đi đón dì Tư được rồi. Mẹ ở nhà nghỉ đi, mà mẹ con không chịu. Dù có mệt cỡ nào, tôi cũng phải ra đón nó chứ anh. Dù gì cũng hơn chục năm rồi. Kìa, ghe tới kìa. Ghe tới kìa chị. Ghe tới rồi mẹ. Mẹ. Tư Lan. Lan, vậy là mày về rồi. Chị là ai? Tao là Huệ. Mày không nhớ tao hả? Tao là Huệ nè. Mày nhớ tao không? Mẹ con không có nhớ ai hết. Không nhớ cả ba cho con luôn. Bác sĩ nói là mình phải khơi gợi lại trí nhớ cho mẹ. Mẹ, mẹ nhớ bánh đò này không? Lan, cái con đường này mẹ nhớ không? Hồi xưa tao với mày hay đi bán bánh tét đó, mẹ nhớ không? Mẹ, nhà mình ở Cù Lao, bao quanh bởi con sông này. Vậy hả? Con xin lỗi các cô chú và mọi người trong lò bánh rất nhiều. Mong mọi người thông cảm cho gia đình con. Gia đình con đã quyết định là sẽ bán đất và đóng cửa lò bánh tét từ hôm nay. Con đừng có nói như vậy. Con không có lỗi gì hết. Mọi người ở đây ai cũng hiểu nỗi khổ của con mà. Đúng rồi đó con. Con đừng có áy náy gì thêm hết. Không sao đâu con. Tại quỷ bảo hết đó. Ai đời lấy mẹ của người ta ra ép người ta bán đất dẹp lò. Kìa bà con, đây là chuyện riêng của sếp Bảo với gia đình chú Năm Hưởng. Gia đình chú Năm cũng đã đồng ý rồi. Với lại sếp Bảo cũng trả tiền mua đất cho chú Năm đầy đủ mà. Thôi thì mọi việc nó cũng lỡ rồi. Chị Út Huệ chỉ cũng vì bà con. Chị nói với tôi là nếu bà con muốn bán thì chị cũng sẽ bán. Chớ giờ cái lò bánh cũng dẹp rồi, không còn việc gì làm nữa. Chắc tôi cũng bán đất luôn. Ý bà con sao? Tôi với bà Hạnh bán. Mình bán, lấy tiền đi nơi khác, tính chuyện làm ăn. Vậy con cũng bán luôn. Nói đầu ngay á, lò bánh của tụi tôi á, bên kia chợ huyện. Nếu mà có bán đất ở đây á, thì cũng không có ảnh hưởng gì. Còn nếu bà con nào mà muốn xin vô lò bánh làm á thì thôi, tụi tôi cũng niệm tình hàng xóm, tụi tôi nhận vô làm.
Thôi, lò bên gì á, làm ăn manh mún. Thà con làm chỗ khác á, cho đỡ áy náy lương tâm con. Mày là không nhận mày rồi đó. Đúng rồi, cũng nhờ mấy người á, cho nên bà con ở bến sậy này nè, mới được mang tiếng là làm ăn gian dối. Thôi, đất mình sắp tới cũng bán hết rồi, mọi người cũng đi hết rồi, bến sậy á, cũng chẳng còn ai đâu, mắc mớ gì sợ mang tay mang tiếng nữa. Đúng rồi đó, sắp tới mọi người tứ xứ hết, có khi người ta cũng quên luôn cái bến sậy. Chú Tư, dì Tám, dù sau này bến sậy không còn á, thì đây cũng là quê hương của mọi người mà. Con chỉ gắn bó ở đây hơn 20 năm thôi, còn chú Tư với dì Tám gắn bó ở đây cả đời rồi. Đúng vậy á, ở đây mình thân tình từ nhiều đời ông cha. Sắp tới nè, mỗi người ở mỗi nơi, có khi đến chết cũng không gặp lại được. Cho nên bà con á, đừng có tranh cãi nữa. Còn Tư Sáng nè, gì? Tâm Hạnh nữa, gì? Hai người nên suy nghĩ lại. Bến sậy mang tai tiếng, hai người cũng là người bến sậy vậy, bộ không biết buồn hả? Đang nói chuyện bán đất, tự nhiên chuyển qua phim tình cảm, tôi khóc bây giờ. Mà thôi, cậu Minh nói tiếp đi. Dạ. Vậy bây giờ con sẽ bàn về thủ tục mua bán đất. Cho dù mình dẹp lò bánh, em vẫn sẽ điều tra thủ phạm là ai. Với lại, em sẽ nói chuyện với chú Tư Sáng và dì Tám Hạnh về thương hiệu nhái bến sậy. Nếu mà họ không đổi tên gây hiểu lầm, em kiện họ luôn. Em không thể để người dân bến sậy bị mang tiếng như vậy được. Chị thấy em tính vậy là đúng đó. Dù cho bến sậy không còn thì cũng không để mang tiếng quan như vậy được. Dạ. Ủa, chị Na. Ông Cơ bị công an bắt rồi hả? Tôi đi trước. Nghe đâu ông Cơ bị bắt hồi hôm qua. Hồi sáng nay chị Na có lên chỗ công an để xin người ta cho gặp ổng. Còn bé My á thì đang nghỉ hè, cho nên là nó về nhà ngoại nó ở An Giang chơi rồi. Mấy bữa trước em còn gặp bé My, em còn hứa với bé My á là trong hè khi nào rảnh em dạy kèm thêm cho nó. Ôi, tụi con nít đó mà, nó thích thì nó đi thôi. Nhi ơi, anh Mẫn, dì Út sao rồi em? Anh gỡ nôm được con cá lóc, mang qua cho em nấu cháo ấm cho dì. Mẹ em, từ cái bữa mà mẹ biết anh Hai dùng dì Tư Lan để ép nhà anh bán đất, dẹp lò, mẹ càng buồn lại bệnh nặng hơn nữa. Con cá, bữa anh cho em đâu có dám nấu cháo ám cho mẹ ăn đâu. Em sợ là mẹ thấy cháo ám, rồi mẹ lại nhớ anh Hai, mẹ lại buồn. Em có nhắn với anh Vũ, khuyên anh Hai là về thăm mẹ đi. Dù sao, em biết là mẹ thương anh Hai lắm. Gặp được anh Hai á là mẹ sẽ tha thứ hết. Nhưng mà anh Vũ nói là anh Hai không chịu về. Cái gì? Ông bảo đúng là đồ bất hiếu mà, hết nói nổi. Anh Mẫn à, em định á là em sẽ đi lên Sài Gòn, em bắt cóc anh Hai về thăm mẹ.
Tại vì mẹ chỉ cần gặp anh hai, tâm bệnh của mẹ giảm là mẹ mau khỏe dữ lắm. Nhưng mà một mình em làm không có nổi. Anh Mẫn giúp em được không? Ừ, nhưng mà nè, đừng nói chị hai anh biết nha. Tuy chị hai không có nói, nhưng anh biết chắc chắn là chị hai buồn lắm về cái chuyện ở Bảo Gạt lâu nay nè. Dạ em biết rồi. Vậy để em qua nhờ dì Bảy chăm sóc cho mẹ, rồi em nói dối là em đi lên tỉnh tập huấn mấy ngày. Chứ mình đi lên trên đó dễ gì mà bắt cóc anh hai được liền. Có khi là phải chờ cơ hội đó. Vậy để anh nói với chị hai của anh là anh đi đám cưới thằng bạn bên Bạc Liêu. Dạ. Dì mới gọi cho em, nói là Cổ với Mẫn sẽ lên đây bắt anh về đó. Giờ này chắc họ mới ra xe, chắc chiều sẽ lên tới đây đó. Em sẽ nói dối với họ là không dụ anh ra ngoài được. Mà anh nè, anh cũng phải cẩn thận nghe. Đuổi họ tới nhà của bác Thanh, lẻn vô rồi làm chuyện gì đó. Tôi biết rồi, tôi sẽ ở xuống trong phòng tới khi nào họ về cho an toàn. Mấy bữa nay Châu cũng tới thăm tôi. Hên là cổ cũng mệt mỏi rồi, tới chừng nửa tiếng thì vậy, không có ngồi nghi ngà giống như lúc trước nữa. Dạ. Có chuyện gì anh cứ gọi cho em tới giúp nha. Rồi em sẽ báo cho anh Khôi. Nói gì Lệ không mở cổng. Tôi biết rồi. Dạ, vậy nghe anh. Anh Vũ nói là anh hai không chịu đi đâu hết, chỉ ở trong nhà thôi à. Hay là mình cứ gặp anh hai trước rồi tính sau ha. Ừ, chứ căn nhà này cũng khó đột nhập vô. Hay là một chút nữa anh vòng ra phía sau coi sao. Dạ. Gì? Tôi biết cô rồi đó. Có phải là lần trước cô đi tới đây đi chung với bà ngoại không? Hả? Đi về mau đi. Dạ dì ơi, con chỉ muốn gặp anh hai con thôi. Dì cho con gặp anh hai con chút xíu nha dì. Tôi đã nói là đi về mau đi, bây giờ còn đứng đây phải không? Hai người mà còn làm phiền nữa, tôi kêu Phường xuống á, nói mấy người là quấy rối nhà tôi. Khoan đó đã, khoan đã. Đi đi. Thôi mình đi em. Đi. Tôi chán cái thằng khùng đó ghê á. Từ lúc nó về cái nhà này, lớp nó, rồi con Châu, rồi giờ tới người nhà nó lên nữa. Trí chắc tôi khùng với nó luôn quá à. Hay là mình lại đằng kia đứng chờ anh Vũ một chút. Anh Vũ chắc cũng sắp tới rồi đó anh. Ừ. À, anh Mẫn, anh nhìn kìa, hình như anh kia anh bị cái gì kìa. Ừ, qua bệnh có sao em? Dạ. Anh gì ơi, anh gì ơi, anh ơi, anh gì ơi, anh ơi, anh ơi, anh bị sao vậy? Anh có sao không anh? Tôi bị bệnh tim. Tôi đẩy trong cấp xe á. Lấy thuốc cấp đi. Xe, cấp xe. Đúng rồi. Nè anh. Nước. Nước nè anh. Từ từ thôi anh. Anh có cần tụi tôi đưa anh vô bệnh viện không? Thôi khỏi. Tôi bị vậy hoài à. Anh chị để tôi ngồi nghỉ xíu đi, rồi tôi khỏe à. Anh chị bận thì cứ đi trước đi nha. Đằng nào tụi tôi cũng phải chờ bạn. Anh cứ để tụi tôi ở đây với anh một lúc, coi anh khỏe thiệt chưa đã. Đúng rồi đó. Hay là gọi người nhà tới đi, cho chắc ăn. À, để tôi gọi chị nhà ăn. À. Dạ. Của anh nè. Dạ, cảm ơn chị. Ủa, anh Vũ. Hả? Anh Vũ. Ủa, Nhi, Mẫn. Anh Vũ. Cô anh nè. Ủa, dạ, cảm ơn. Người này là ai vậy? Dạ, anh này lúc nãy bị mệt, tụi em đỡ anh dậy cho anh uống thuốc chứ không có gì đâu. Nãy giờ tụi em cũng có gọi cửa, nhưng mà người ta không có cho vô. Hay là trong lúc chờ đợi
mình thuê khách sạn bình dân ở ngã tư đằng kia, ở lại cho tiện đi. Có gì tối em tới đây thăm dò, nếu được thì đột nhập vô để bắt anh Bảo. Dạ được đó anh. Ở khách sạn rất là phức tạp, không mấy hai tụi em ở nhà anh đi. Anh Vũ nói đúng đó, hay là để mình anh ở thôi, dù sao anh cũng là con trai mà, sẽ tiện hơn. Em về nhà anh Vũ ở đỡ đi, có gì anh sẽ gọi cho em và anh Vũ tới. Anh cũng không chắc là khi nào gặp được anh Bảo nữa. Mận nói phải đó em. Dạ thôi vậy cũng được anh. Mận à, hay là để anh đưa em tới khách sạn đặt phòng trước rồi quay lại đây đón Nhi. Dạ không cần đâu anh, để em đi bộ tới được rồi. Hay là anh đưa Nhi về trước đi, để Nhi nghỉ ngơi, đi đường xa cũng mệt lắm rồi. Ừ, vậy cũng được. Nhi, anh đưa em về nghỉ ngơi, rồi tối anh sẽ đưa em qua đây, ba đứa mình đi ăn. Dạ. Vậy em đi trước nha. Khi nào mà anh mướn được khách sạn thì nhớ gọi cho em biết nha. Ừ. Nè em. Dạ em đi nha. Anh đi trước nha. Dạ. Anh sao rồi? Người nhà của anh tới chưa? Tôi uống thuốc rồi nên là cũng đỡ nhiều rồi đó anh. Ừ. À mà anh ơi, cái anh Vũ hồi nãy là gì với chị vậy? Họ là người yêu của nhau. Thiệt hả? Ờ. Chết rồi, tội nghiệp chị quá. Chị bị gạt rồi đó anh. Anh nói vậy là sao? Nói thiệt với anh, tôi là thám tử được công ty đối tác của bà Trang thuê để theo dõi bà, coi công ty của bà có làm ăn được hay không, để mà còn hợp tác. Và tình cờ tôi theo dõi được là bà Trang đã có nhân tình trẻ, chính là anh Vũ lúc nãy đó. Hả? Anh chị vừa giúp đỡ tôi cho nên là tôi mới nói cho anh biết, coi như là để cảm ơn anh, cũng như là để cho chị đỡ bị gạt. Anh có nhầm lẫn cái gì không? Anh Vũ làm sao có nhân tình được chứ? Đây anh coi đi, đây là những hình ảnh mà tôi theo dõi chụp được mấy hôm nay đó. Không thể như vậy được. Tôi còn biết được là bà Trang không hề biết anh Vũ có người yêu. Anh Vũ đang bắt cá hai tay đó anh. Anh ơi, hay là anh giúp tôi và trừng ông Vũ trước mặt Nhi được không anh? Tôi không muốn Nhi yêu một kẻ sở khanh như vậy. Bây giờ mà tôi giúp cho anh, rồi lỡ anh Vũ anh tra hỏi, anh biết được khách hàng của tôi sẽ bị đuổi việc đó. Hay là như vậy. Hả? Anh nói là anh thuê tôi điều tra và theo dõi anh Vũ, hoặc là kiếm một cái lý do gì hợp lý là được. Dạ vậy cũng được, làm theo cách của anh đi, miễn làm sao giúp tôi và trừng ông Vũ trước mặt Nhi là được rồi. Ok, cảm ơn anh nhiều nha. Dạ, nếu mà mẹ của con có mệt hay là bị cái gì á thì thím Bảy cứ gọi lên báo cho con biết liền nha thím Bảy. Dạ, con cảm ơn thím. Em đừng quá lo lắng mà, Vũ không sao đâu. Hay là lát nữa đi ăn với Mẫn xong anh chở em đi coi phim nha. Hay là mình để dịp khác được không anh? Bữa nay em không có tâm trạng gì hết. Từ hồi tụi mình yêu nhau tới giờ, anh thấy mình rất ít thời gian ở bên nhau. Tất cả mọi chuyện mình làm chỉ toàn là lo cho anh Bảo. Anh biết dì Út là người có công nuôi dưỡng em, em phải biết lo cho bản thân em nữa chứ. Chứ không phải tất cả mọi chuyện em làm đều là trách nhiệm trả ơn cho dì Út. Anh à, không phải là em làm mọi chuyện để trả ơn, nhưng mà em coi mẹ giống như mẹ ruột của em vậy. Em biết là anh cũng đã giúp đỡ mẹ con em và anh Bảo nhiều lắm. Anh đừng có giận em nha. Hay là mình chờ thêm một thời gian nữa được không anh? Anh không có ý giận em đâu. Ý anh ở đây là mình cần có thêm thời gian ở bên nhau đó mà. Dạ, em hiểu mà.
Ok, vô đi anh. Ủa, anh Mẫn, anh tìm được khách sạn chưa? Em đang tính gọi cho anh đó. Hả? Ủa, anh Mẫn. Em tránh xa ông ra đi, ông lừa dối em đó. Hả? Em nói gì vậy? Tôi là thám tử do anh Mẫn thuê để điều tra và theo dõi anh. Anh Vũ hiện đang là nhân tình của bà Trang, giám đốc công ty Đại Lộc. Họ đã qua lại với nhau 7 năm rồi. Đây là những hình ảnh và bằng chứng mà tôi theo dõi được. Thì ra là mày mướn thám tử theo dõi tao sao? Đúng vậy. Vì tiêu thầm nhi lâu nay, cho nên mướn thám tử theo dõi anh, tìm ra sơ hở để hạ bệ anh. Cuối cùng phát hiện được anh ngoại tình. Thằng khốn nạn tiểu nhân, việc tôi nghi ngờ mày là đúng mà. Bây giờ mày đã thừa nhận mày yêu Thầm Nhi rồi đúng không? Nhi ơi, người nêu chính là em, không phải là bà Trang đâu mà. Anh im đi. Thì ra ngay từ đầu, từ lúc quen tôi, anh đã lừa dối tôi rồi. Nhi, Nhi à. Nhi. Nhi à. Nhi, buông tôi ra. Anh quen bả chứ là tình thế ép buộc thôi mà, cho nên anh mới qua lại với bà Trang mà thôi. Từ khi yêu em, anh đã muốn chia tay với bả rồi. Nhưng em biết không, bà đã dùng thế lực để uy hiếp anh, chứ nếu không bà cho giang hồ xử anh. Nhi ơi, anh sẽ chia tay với bả, anh chỉ yêu một mình em thôi. Tin anh đi mà Nhi. Nhi anh ơi, Nhi. Anh thôi đi. Nhi. Tôi sẽ không bao giờ yêu con người sở khanh như anh. Nhi ơi, tin anh đi mà Nhi. Anh đang nghĩ em mà Nhi. Đồ khốn nạn. Mình về đi anh. Nhi. Với tính cách của Nhi, chắc chắn sẽ không tha thứ cho mình. Mình cũng nên chấm dứt liền, nếu dây dưa, nếu kéo Nhi, để bà Trang phát hiện ra, trở mặt với mình thì công sức bao lâu nay của mình đổ sông đổ biển hết. Còn chưa kể, giờ mình đã lộ mối quan hệ với bà Trang rồi, phải nhanh chóng xử tên Bảo. Nếu để Nhi gặp được hắn kể lại chuyện này, thì sẽ lộ hết kế hoạch thâu tóm Trang Thi của mình. Tao chỉ gọi cho mày tới lấy thôi. Tôi biết rồi. Nhi à, em còn để quên đồ ở nhà hắn ta, hay là bây giờ mình vòng lại lấy đồ nha. Hả? Anh ơi, vòng lại giùm em. Dạ. Ngoài việc ngoại tình của tao và bà Trang, thám tử của mày còn điều tra được gì nữa? Anh ta nói với tôi nhiều đó thôi. Bộ anh bắt cá ba bốn tay hay sao mà hỏi vậy? Tôi nói cho anh biết, nếu như còn níu kéo làm phiền Nhi, làm tổn thương cổ, tôi không tha cho anh đâu. Có lẽ nó chỉ biết được bao nhiêu đó thôi. Lâu nay mình cũng chưa gặp lại thằng Thạch, từ nay phải cẩn thận hơn mới được. Nhi à, hay là bây giờ mình về bến sậy đi. Chuyện của anh Bảo tạm gác lại, nếu như không có hắn giúp đỡ mình thì rất khó bắt anh Bảo. Dạ. Bác Tài ơi, ra nhà xe Thuận Thanh giúp em nha. Dạ. Yeah.
Mẹ. Mẹ, dì Út muốn nói chuyện với em đó. Mẹ ngồi đi mẹ. Nhi à, đừng có buồn nữa con. Dạ, con không sao đâu mẹ. Mẹ cũng từng trải qua cảm giác như con. Lúc mà ông Thiên phản bội mẹ thì làm sao mà mẹ không biết được chứ. Lúc nhỏ anh là người rất tốt. Con không ngờ bây giờ anh lại trở thành kẻ sở khanh như vậy. Người đó bây giờ thay đổi rồi, không còn như lúc nhỏ nữa. Em nên phân định rạch ròi, đừng có để những tình cảm mơ hồ lúc nhỏ làm ảnh hưởng. Em cứ coi đó như là một kỷ niệm đẹp tuổi thơ. Em phải mạnh mẽ lên, không được đau lòng nữa vì những người không xứng đáng. Chị Quyên con nói đúng đó con. Họ không xứng đáng với mình. Con yên tâm đi, rồi con sẽ gặp được một người xứng đáng với tình yêu của con. Con đừng có đau buồn, nghe con. Con nghe lời của mẹ đi, nghe con. Dạ, con sẽ cố gắng quên hắn ta. Con sẽ không buồn, không khóc nữa đâu. Mẹ, chị Quyên, đừng có lo quá. Bà, cô chừng á, bà trả tiền cho tụi tôi nha, coi chừng tôi xẻo lỗ tai bà đó, nghe chưa? Dừng lại. Mày đừng có để tôi phải chết lại nha. Nghe chưa? Dừng lại. Mày có biết tao là ai không? Tao là đàn anh của Sáu Độc. Mày khôn hồn biết. Mày dám đụng tới tao. Được rồi, mày ngon. Mày dám đụng tới tao, mày hãy chờ đó đi. Mày đứng ở đây. Từ sao mày không đứng ở đây? Từ sao mày đứng ở đây? Dừng lại đi mà. Đi ra đi, nó tránh tôi rồi. Đau quá trời. Đau quá. Ủa, bộ hai người mượn nợ mấy người đó hả? Tôi thiếu hồi nào, bả mượn nợ tụi nó. Mượn nợ rồi không chịu trả tiền lời, nó qua nó đầu tiền lời. Mình thấy vậy mình nhào vô cứu bả, nhẹ nhảy vô quýnh mình luôn à. Tại mấy người đó hung hăng dữ lắm, ai cũng bỏ chạy hết đó. Chỉ có hai anh chị là vô cứu thôi à. Tâm cảm ơn tụi con nha. Cảm ơn không nha con. Không có tụi con là tụi gì chết mất tiêu rồi. Có gì đâu gì. Cũng bà con sắm giềng với nhau không à. Mà sao dì nợ tiền tụi nó vậy? Cái quán nhậu đóng cửa, dì mới mượn nợ của tụi Sáu Trọng để Hùng mở lò bánh viên cha Tư Sáng nè. Mới đầu ký hợp đồng với tụi nó là nó ghi có 3% thôi. Giờ nó đòi nợ cái nó ghi thêm con số 0 là 30%. Dì cãi với tụi nó, nó không chịu cái nó đánh gì. Tụi này là cái tụi lừa gạt chuyên nghiệp. Nó cố tình nó gài bẫy người ta, nó đánh người ta để nó lấy tiền. Con nghĩ tụi nó không để yên đâu. Dì báo công an liền đi. Thôi thôi thôi, dì sợ tụi nó trả thù lắm, thôi đừng có báo. Dì yên tâm đi, có con với thằng Mẫn đưa dì lên công an báo. Với lại dì về Bến Xe ở đi, có con với bà con mọi người sẽ bảo vệ cho dì. Đúng rồi, nghe lời con Nguyên đi. Đi báo công an, báo văn phòng đi bắt hết tụi nó đi. Đừng có sợ. Công an nói là sẽ giải quyết chuyện này. Dì Tám cứ yên tâm nghe. Nếu mà tụi nó tới tìm nữa thì có bà con chòm xóm, có tụi con nữa. Dì đừng có lo gì hết. Dì cảm ơn hai đứa con nha.
Dạ không có gì. Bến xây thiệt là đáng sống. Mình mà có chuyện gì á thì bà con tới giúp liền à. Mày mốt bán đất á, đi vô khác á, không biết sao đây. Đúng rồi đó, hồi nãy con la quá trời la luôn. Mà mấy người xung quanh là không ai dám cứu hết á. Không có giống chị Quyên với anh Mẫn. Thật ra lúc đầu á, tụi con tới đây là muốn nói chuyện phải trái lần cuối về vụ thương hiệu bánh. Nhưng mà thấy dì Tám với lại chú Tư bị đánh như vậy, sao tụi con làm ngơ được. Tụi con giúp chú với dì, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Nếu như là bánh của ba người vẫn không chịu đổi tên, chị hai con vẫn sẽ đi kiện đó. Con không muốn làm khó làm dễ gì gì với chú đâu. Nhưng mà cái này là uy tín, là tất cả mọi thứ của người dân Bến Sậy nữa. Dạ biết rồi. Chú sắp tới đây, chú bàn với Tám dẹp cái lò không làm nữa ha. Tin chú đi, chú nói thiệt. Đúng rồi đó, mấy ngày nay có ai thèm mua bánh của dì đâu. Người ta tẩy chai bánh của tiệm dì rồi, không có được một cái đơn đặt hàng luôn á. Em còn thảm hơn nữa nè, ráng livestream bán bánh giải thích á mà toàn anti fan vô chửi không ạ. Người ta còn lập nguyên cái hội anti fan lấy hình con ra để chế nhạo là Quanh Nói Xạo nữa. Giờ cái kênh Quanh Thánh Thiệt là bỏ luôn rồi, đâu có livestream được nữa. Bây giờ ba người khai thiệt luôn đi, có phải ba người đã hại lò bánh của chị hai con không? Ừ, không có. Dì chỉ chơi xấu là dì dì lấy thương hiệu Bến Sậy thôi. Với lại cái chuyện chuyện mà con bị đánh ở trạm dừng chân của ông Sáu Lãng đó là do dì với ông Sáng thuê giang hồ đánh con đó. Cho dì xin lỗi nha. Cho chú xin lỗi nha con. Chú xin lỗi nha. Thì ra là hai người. Hèn gì bữa đó tình cờ có dì Tám ở đó nữa. Thì tại ai kêu con phanh phui cái vụ trại heo của ổng với cái quán nhậu làm chi, cho nên dì với ổng mới tìm cách trả thù con, thuê giang hồ đánh con. Dì hứa là dì sẽ tới chỗ ông Sáu Lãng á, dì sẽ giải quan cho con. Còn cái vụ mà danh sách khách hàng của lò tụi con á là bà Tám bà lụm ngoài đường á. Hả? Thiệt hả chị Tám? Thiệt. Là vậy, dì đi chợ về, cái vô tình dì thấy một cái bịch đen đen ở trước cửa nhà dì đó, thì dì mở ra dì coi, dì thấy có đòn bánh tét với lại cái địa chỉ mà mối hàng của tụi con đó, thì dì nghĩ á, là do cái thằng giao bánh nó làm rớt rồi nó mới lăn vô cái cửa nhà dì. Còn cái vụ mà bánh thiêu á, là dì không có liên quan gì đâu nha. Thiệt đó. Dì Tám nói thiệt đó. Nè đi nè chị. Hôm bữa em có chụp lại cái danh sách địa chỉ á, để xài lâu dài, chứ rủi đâu cái tờ giấy nó mất. Cha em á, với dì Tám nãy giờ nói thiệt á, lò của em không có cố ý hãm hại lò chị cái vụ bánh thiêu đâu. Chị tin em nha, em nói thiệt đó. Chú nói thiệt á, chú sẽ dẹp lò, dẹp tiệm, chú không làm nữa đâu. Tin chú đi, chú có nói xạo đâu. Được rồi, con tạm tin chú với dì, nhưng mà tụi con sẽ tìm hiểu thêm. Trời ơi, hồi nãy giờ là dì với chú nói thiệt không đó, mà con còn không tin nữa. Tại hai người mất uy tín quá anh chị, bây giờ phải tìm hiểu lại chứ, sao mà tin liền được. Có gì em gửi cái hình này cho chị. Dạ. Chị với Mận sẽ tìm hiểu thêm. Mẹ em càng ngày càng yếu đi nhiều, mà bây giờ em cũng không còn liên hệ gì với cái tên khốn đó nữa, cho nên em không biết phải làm sao bắt anh hai về cho được. Bữa trước á, tại vì em buồn và suy sụp quá nên anh Mẫn đưa em về trước, em chưa kịp gặp anh hai nữa. Nhi, anh nói thiệt với em luôn, anh không có muốn Thám Tử theo dõi ông Vũ, em đừng có hiểu lầm. Ủa, là sao anh?
Làm sao vậy? Em mướn thám tử khi nào? Em không có mướn. Anh Ân đó vì sợ bị liên lụy công việc cho nên anh mới nói dối như vậy. Vậy từ hổm rày á, anh Ân đó có liên lạc gì với em không? Dạ không chị. Từ lúc mà em quýnh ông Vũ xong thì anh ta cũng đi mất. Nhưng mà chị thấy cái chuyện này nó sao sao á. Làm sao mà có tình cờ may mắn dữ như vậy được. Ê, nếu mà anh Ân đó có liên lạc gì với em á, em nhớ nói cho chị nha. Ừ, em biết rồi. Chị đừng có lo nữa. Mà em nghĩ trên đời này cũng có rất nhiều chuyện may mắn tình cờ mà. Chị đừng suy nghĩ nhiều quá. Thì cũng tại chị ám ảnh cái tình xấu xa đó nên mới đa nghi như vậy. Chị Quyên nói đúng mà. Bây giờ hả, nhiều kẻ giả tạo lắm. Chị Hai, Nhi, trên đời này còn rất nhiều người đàn ông tốt. Hai người đừng có tiêu cực như vậy nữa. Ý anh không có nói anh. Không, thì em đâu có nói gì đâu. Nếu anh Mẫn có nói mình cũng đúng mà. Tại anh Mẫn là người tốt mà. Hả? Thôi hai đứa ngồi lại nói chuyện nha. Chị đi về trước. Dạ. Chị đi nha. Dạ. Nhi nè. Dạ. Thật ra bữa hổm ông Vũ nói đúng đó. Anh có dành tình cảm đơn phương cho em cho nên anh mới nói như vậy. Rồi ông Vũ tin anh không một chút nghi ngờ. Anh biết từ trước tới giờ em luôn coi anh là anh trai của em cho nên anh không dám bày tỏ. Trước đây anh luôn tìm đủ mọi cách để tránh mặt của em. Rồi sau đó chị Hai mới khuyên nhủ anh. Anh mới thông suốt. Mới coi em là bạn của anh. Bây giờ cái chuyện quan trọng nhất là em phải quên đi những tổn thương mà tên khốn đó đã gây ra cho em. Tụi mình vẫn là anh em của nhau ha? Dạ. Thôi cũng trễ rồi, anh về nhà. Dạ. Anh Mẫn về. Em nghỉ ngơi sớm nha. Dạ. Anh về. Anh Mẫn về cẩn thận. Em vô nghỉ ngơi đi. Dạ. Dù sao cũng nên nói hết một lần. Mong là Nhi sẽ không ái ngại tránh né mình. Vậy mà từ trước tới giờ mình cứ nghĩ ảnh coi mình là em gái. Giết thằng Bảo cùng với thằng kia.
anh phải cẩn thận đó. Chiếc xe tải và mô tô là của một thằng thép Rio cấp, giờ nó đã trốn qua Campuchia. Nhưng mà anh phải nhớ, nếu xua đuổi bị công an bắt thì anh phải khai ra thằng Khôi. Bởi vì thằng Khôi nó không biết giao dịch giữa tôi và anh. Anh chỉ là nghe lệnh, không bị án tử đâu. Tôi sẽ lo chạy án cho anh bên ngoài. Trước đây chúng tôi cũng đã điều tra về hắn, thì chính hắn là kẻ ăn cắp chiếc xe tải đã gây tai nạn, và chiếc mô tô tại hiện trường cũng là của hắn. Mày cũng đã giả vờ trung thành với thằng Khôi để bắt tay với thằng Bảo lừa gạt mẹ con tao. Dạ, đó là do anh Khôi phạm lỗi trước. Con chỉ hỗ trợ cho anh Bảo điều tra, tìm ra sự thật mà thôi. Trước khi bất tỉnh, tao nhìn thấy một đôi chân bước xuống từ xe tải, mặc quần tây, mang về công sở. Lúc đó tao cứ nghĩ là thằng Khôi. Trời ơi, thằng Khôi! Giết người! 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 Giết người!